Kính chào khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 18 tháng 8 của Bóng đá và Đời sống. Những tin chính sẽ có trong ngày hôm nay là sự chuẩn bị của các đội bóng trước thềm mùa giải mới. Sáng 17 tháng 8, đội tuyển U22 Việt Nam đã hoàn thành buổi tập cuối cùng trong đợt tập trung giai đoạn 1 tháng 8 năm 2024. Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Kim Sáng Sích làm việc với nhiều cầu thủ trẻ lứa U21, U22 nhằm mục tiêu rà soát, đánh giá lực lượng hướng tới vòng loại U26 châu Á 2026 và SEA Games 33 vào năm sau. Trước buổi tập này, huấn luyện viên Kim Sang Sik dành nhiều thời gian dặn dò, chia sẻ với các học trò sau quãng 4 ngày gặp gỡ, tập luyện. Toàn đội sau đó bước vào các bài tập khởi động, rèn kỹ năng chuyền bóng và dứt điểm cầu môn. Cuối buổi tập, chiến lược gia người Hàn Quốc chia đôi đội hình U22 Việt Nam để thi đấu đối kháng. Theo tìm hiểu, huấn luyện viên Kim Sang Sik muốn các cầu thủ dần làm quen với các sơ đồ chiến thuật khác nhau, trong đó nổi bật là đội hình 4-2-3-1 mà ông dự định áp dụng. Sau buổi tập này, huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ tạm nói lời chia tay với U22 Việt Nam để trả các cầu thủ trở về câu lạc bộ chủ quản. Một số gương mặt lứa U19, U20 sẽ chuyển sang tập trung tập luyện cùng đội tuyển U20 Việt Nam do huấn luyện viên Hứa Hiển Vinh dẫn dắt, cũng đang hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á năm 2025. Đến cuối tháng 8, huấn luyện viên Kim Sang Sik và U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại để bước vào giai đoạn tập trung thứ hai. Ở đợt tập trung này, đội sẽ hội quân với lực lượng chủ yếu là các cầu thủ U21 để sang Trung Quốc tham dự một giải bóng đá giao hữu U21 quốc tế. Được biết, giải đấu này do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc tổ chức, diễn ra từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại thành phố Trang Sa với sự tham gia của các đội U22 Việt Nam, Malaysia, Uzbekistan và chủ nhà Trung Quốc. Theo ghi nhận, U22 Việt Nam chưa đầy đủ lực lượng ở đợt tập trung giai đoạn 1 tháng 8 năm 2024. Huấn luyện viên Kim Sang Sik điền tên 35 cầu thủ vào danh sách triệu tập. Nhưng kết thúc 5 ngày tập luyện, chỉ có khoảng gần 30 gương mặt hội quân. Một số cầu thủ không thể lên tập trung do vướng kế hoạch chuẩn bị trước mùa giải mới tại câu lạc bộ như Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Mạnh Hưng, của thể công Việt Theo hay Trần Nam Hải của Sông Lam Nghệ An. Thông tin trên được đích danh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI Erik Thohn xác nhận. Thật vui khi được gặp lại và thấy huấn luyện viên Shin Tae-yong sẵn sàng cho công việc. Ông Thon nói, chúng tôi sẽ bắt đầu thảo luận về việc chuẩn bị cho AFF Cup và SEA Games bằng đội hình U22 Indonesia. Huấn luyện viên Shin Tae-yong vừa trở lại Indonesia sau khi trải qua ca phẫu thuật ở quê nhà Hàn Quốc. Tiếp đến, ông đã tới gặp và bàn bạc kế hoạch đội tuyển quốc gia cùng với Chủ tịch Erik Thohn. Việc PSSI chỉ cử U22 tham dự giải đấu khu vực là quyết định khá bất ngờ. Dẫu biết rằng Indonesia còn chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2026, nhưng AFF Cup 2024 đã được lùi lịch tới ngày 9 tháng 12, do đó họ có nhiều thời gian chuẩn bị. Tôi tin rằng U22 Indonesia vẫn sẽ thể hiện tốt tại AFF Cup 2024, Chủ tịch PSSI tin tưởng và khẳng định. Mục tiêu chính của đội tuyển Indonesia là lọt vào vòng playoff vòng loại World Cup 2026. Tôi hy vọng các bạn sẽ ủng hộ hết mình cho đội tuyển quốc gia. Theo lịch, đội tuyển Indonesia sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2026 bằng trận đấu gặp Ả Rập Xê Út vào lúc 1 giờ ngày 6 tháng 9. Sau đó họ sẽ trở về sân nhà đụng độ với Australia vào ngày 10 tháng 9. Còn tại AFF Cup 2024, đội bóng xứ vạn đảo nằm chung bảng với Việt Nam, Philippines, Myanmar và Lào. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik được nhận định là đối thủ chính của Indonesia ở bảng đấu này. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển Indonesia đều giành chiến thắng. Thậm chí, thắng đậm đội tuyển Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình. Sau khi đặt chân đến Thái Lan để tập huấn trước mùa giải mới, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có trận đấu giao hữu đầu tiên với câu lạc bộ Pride Bangkok, Thái League 3, trên sân Apiu. Dù Pride Bangkok không phải đối thủ được đánh giá quá cao, nhưng đội bóng này từng thắng nhà vô địch Ấn Độ 2023-2024 là câu lạc bộ Mohun Bagan SC 1-0. Thắng đội vô địch Campuchia Savay Riang 2-1 và thắng đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa 1-0 trong quá khứ. Đây cũng là một trong những lò đào tạo nhiều cầu thủ tài năng bóng đá Thái Lan như Terasin Dangda, Therathom Bumathan. Ở trận giao hữu này, Pride Bangkok cũng tung ra sân 3 ngoại binh đến từ Thụy Điển. Điều này khiến Hoàng Anh Gia Lai không hề xem thường đối thủ mà đã nhập cuộc với một tinh thần quyết tâm cùng sự tập trung cao nhất. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai bên đã nhập cuộc quyết tâm cao, tranh chấp quyết liệt với những pha công thành liên tục. Tuy nhiên, với việc tận dụng tốt các cơ hội mà mình tạo ra, nên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã có được màn thể hiện tốt hơn đối phương. Kết thúc trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng 3-1 trước Pride Bangkok. Các bàn thắng do Vũ Minh Hiếu ghi 2 bàn và Zairo ghi.
Đáng chú ý, Minh Hiếu cũng mới trở lại khoác áo đội bóng Phố Núi ở mùa giải 2024-2025. Sau gần 2 năm được đem cho mượn tại câu lạc bộ Cheonan City ở Hàn Quốc và câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại giải hạng nhì quốc gia 2023-2024. Với chiến thắng 3-1 trước Pride Bangkok, Hoàng Anh Gia Lai đã có khởi đầu khá tốt trong chuyến tập huấn kéo dài hơn 1 tuần tại Thái Lan. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cho biết ông hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Mặc dù đội đang trong quá trình tập với giáo án rất nặng, nhưng các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, thể lực cải thiện tốt. Chiều ngày 17 tháng 8, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục có trận giao hữu thứ hai trên đất Thái Lan. Theo kế hoạch, đội bóng Phố Núi sẽ thi đấu tổng 5 trận đấu tập, trong đó có màn so tài với đại diện của Ấn Độ. Khép lại mùa giải 2023-2024, Hà Nội FC đã chia tay khá nhiều tân binh. Đáng chú ý, đội bóng thủ đô đã thanh lý hợp đồng với 3 ngoại binh gồm Denison, Jota Will, Edwarton và cầu thủ Việt Kiều Ryan Hà. Mới đây, hai cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC là Nguyễn Văn Dũng và Mạnh Ngọc Hà cũng chính thức nói lời chia tay đội bóng sau nhiều năm gắn bó. Ở chiều hướng ngược lại, Hà Nội FC thông báo đã chia mộ thành công hai tân binh là Chu Văn Kiên và Hồ Thanh Minh. Đội bóng của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn dự kiến cũng sẽ sớm công bố bản hợp đồng Agustai Chidiwan, cái tên The Transfer Mark định giá lên đến 850.000 euro. Ngoài ra, theo quan sát trong những buổi tập gần đây, trung vệ Việt Kiều Kai Colonna cũng đang trong quá trình thử việc tại Hà Nội FC. Nếu thể hiện tốt trong giai đoạn tiêm mùa giải, trung vệ cao xấp xỉ 1m90 sẽ được đội bóng thủ đô ký hợp đồng và đăng ký trong mùa giải 2024-2025. Trong bối cảnh tương lai của Team Hồ chưa rõ ràng, hay hai suất Việt Kiều tại V-League 2024-2025 chưa được Hà Nội FC khai thác, việc đội bóng thủ đô thử việc Kai Colonna cũng không phải là điều bất ngờ. Việc bổ sung lực lượng ở hàng phòng ngự là điều cần thiết. Ở mùa giải vừa qua, bộ đôi Duy Mạnh Thành Trung phải cày liên tục ở mọi đấu trường và gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Việc bổ sung Kai Colonna dự kiến sẽ giúp hàng thủ của Hà Nội FC trở nên kiên cố. Được biết, Kai Colonna sinh năm 1999. Hiện tại, anh có bố là người Mỹ và mẹ gốc Việt, sinh ra tại Việt Nam. Trước đó, Colonna khẳng định anh sẽ tìm hiểu về thủ tục nhập tịch Việt Nam và sẵn sàng thi đấu cho đội tuyển Việt Nam nếu đủ điều kiện. Thông tin vừa rồi cũng khép lại tin nóng bóng đá của kênh Bóng Đá Và Đời Sống ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm like, share để chúng tôi có thể gửi đến các bạn những thông tin hay nhất, nhanh nhất của bóng đá Việt Nam.